Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Hyundai i10 nhập ấn phiên bản số sàn máy 1.0. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho các bác được xem. Vâng, sơn xi của chiếc xe màu trắng này.